Đức Trần Channel gửi lời chào chúc sức khỏe đến toàn thể quý vị các bạn. Chào mừng chúng ta đến với video mới của Đức Trần Channel. Kính thưa quý vị các bạn, còn ít ngày nữa là kết thúc một năm cũ, một năm đầy khó khăn vất vả đúng không ạ? Và chúng ta chào đón một năm mới, hy vọng rằng là có nhiều điều tốt lành, may mắn, thuận lợi đến với tất cả chúng ta. Thưa quý vị các bạn, trưa nay thì Đức Trần Channel có dịp đi đến với khu vực của Bến Bình Đông, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh. Và cứ đến hẹn lại lên. Năm nay thì ngay khu vực của quận 8 thành phố Hồ Chí Minh này cũng tổ chức chợ hoa với chủ đề là trên bến dưới thuyền. Chính vì thế là mặc dù là buổi trưa, tuy nhiên thì Đức Trần Channel cũng muốn gửi đến quý vị các bạn những hình ảnh ở tại khu vực của chợ hoa xuân trên bến dưới thuyền của khu vực quận 8 thành phố Hồ Chí Minh ở bến Bình Đông vào ngày trưa ngày 23 Tết, xem có những cái loại hoa gì, có những cái đặc sắc gì được trưng bày ở khu vực này nha. Bây giờ chúng ta sẽ cùng dạo một vòng với Đức Trần Channel để cùng tham quan. Nếu như buổi trưa và nếu như bữa nay 23 Tết thì đã có những cái hoa gì chở từ đồng bằng sông Long lên đây để phục vụ buôn bán đến tất cả những bà con ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh này. Ok, let's go. Kính thưa quý vị các bạn, thì do Đức Trần Channel đang đi vào buổi trưa, chính vì thế là cũng chưa có nhiều những người dân ở đây, người ta buôn bán, người ta trưng bày ra nhiều, cũng như là những cái người dân mà đi thưởng lãm tham quan không có được đông đúc. Tuy nhiên thì Đức Trần Channel cũng muốn gửi đến tất cả những quý vị các bạn những hình ảnh về cái không khí của cái chợ hoa trên bến dưới thuyền ở tại khu vực của bến Bình Đông, thành phố Hồ Chí Minh vào ngày trưa ngày 23 tháng Chạp âm lịch. Đây là nguyên một cái khu vực họ bán về mai đây, mai vàng đây. Tết năm nay thấy là thời tiết ấm cho nên là hy vọng rằng là những người dân người ta trồng mai sẽ được bội thu. Vào khoảng từ ngày 25 Tết trở đi thì những cái thuyền chở hoa của miền Tây đồng bằng sông Long sẽ lên tấp nập nhiều hơn. Mai năm nay khá là nhiều nụ, không biết là có trổ đúng ngày hay không, nhưng mà về nụ thì rất là đặc sắc. Đây là khu vực của sân khấu chính sẽ diễn ra khai mạc cũng như là bế mạc của trên bến dưới thuyền.
những nhà nào mà có thời gian điều kiện người ta mua từ hôm nay thì hoa sẽ còn đẹp hơn, được nhiều lựa chọn và rẻ hơn. Mai vàng rất là nhiều, bởi vì chúng ta biết là hiện nay ở đồng bằng sông Cửu Long thì người ta trồng mai vàng với cái quy cách trồng là trồng để lấy tàn thôi, không phải là trồng vì cảnh uốn éo bonsai nghệ thuật, mà trồng để lấy tàn thôi thì rất là nhiều. Đây đây nguyên một cái khu vực họ bán về hoa bông giấy đây, rất đặc sắc. Lượng mai vàng trở lên Sài Gòn rất là nhiều. Wow, những cây bông giấy họ ghép rất là nhiều màu. Đây thanh long vàng đây, một lai tạo mới. Đây là những gian hàng cho những người dân, người ta bán về trái cây hoa quả. Thank you.